Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Blender 4.0. Đây là bản mới nhất hiện tại. Các bạn vào trang chủ Blender này, sau đó ấn vào Download. Nếu các bạn muốn cài các bản cũ hơn thì các bạn có thể kích vào phần Re-Reaser này. Nó sẽ cho đường link chúng ta dẫn đến các bản cũ hơn. Đây mình sẽ cài bản 4.0 này. Nó chỉ nặng 318 MB thôi. Đây. Nếu mà bạn nào bị chặn thì mình cứ kích vào rồi ấn vào tải xuống tệp chưa xác minh. Phần mềm Blender là miễn phí các bạn nhé. Các bạn có thể donate cho Blender hàng tháng để giúp họ có kinh phí duy trì. Tại đây này. Sau khi tải về xong các bạn kích vào này. Next tiếp tục. Tôi đồng ý này. Next. Cài vị trí Blender. Mình sẽ cài ở ổ C này, mặc định. Các bạn muốn cài ở vị trí khác thì các bạn ấn vào Browse. Đấy, sau đó là chọn đến các cái ổ cứng mà các bạn muốn cài. Đây mình sẽ để mặc định thôi nhé. Để cho nó chạy trên ổ SSD cho nó nhanh. Tiếp tục. Install. Các bạn cũng nên cài ổ C để cho nó đỡ phát sinh các lỗi nhiều nhất có thể. Ấn Yes để tiếp tục. Đấy, cài Blender rất là nhanh và nhẹ. Những chức năng đặc biệt thì chúng ta sẽ cài thêm các add-on mà cũng rất là nhanh. Ấn Finish để kết thúc. Sau khi cài xong nó sẽ xuất hiện icon ngoài màn hình như này. Các bạn kích đúp ấn chạy. Đây là phiên bản mới. Ngôn ngữ này. Đây có tiếng Việt đấy, các bạn có thể chọn tiếng Việt. Nhưng mà mình dùng tiếng Anh quen rồi mình sẽ dùng tiếng Anh thôi. Phím tắt của Blender. Chọn với trái hay phải. Phím cách để ấn play. Dùng phím cách để chọn play, tool hay search. Mình cứ để mặc định của nó là play thôi. Các bạn cũng có thể cài phím cách để search cho dễ. Còn search bây giờ hình như đang là phím X thì phải. Phím này để đắc này cho nó tối màu cho nhìn lâu đỡ bị mỏi mắt. Rồi. Rồi các bạn cứ kích ra ngoài là được. À, tìm kiếm là phím F3 nhé. Tìm kiếm là phím F3. Ok, mình xin kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn lại các bạn ở các clip lần sau.